Đâu hoa gì chứ hoa giấy đâu. Lên trên kia ngồi cho phê kìa. À nhưng mà sợ mưa. Cũng vào trong kia. Hay là bác nhiệt tình hay mình qua nhà bác mình mua mấy đồ qua nhà bác. Mua đồ gì? Rau tây này một loạt. Tôi biết thế đã. Cứ ra đây ngồi cho. Đây thấy bà cũng về và bác cũng vui lắm. Đi lên trên kia ra. Rồi lúc mình về. Mình chỉ ngủ một phát rồi xong bắt đầu là sáng về sớm thì hả? Về để tính. Đi về luôn á. Lúc về rồi tính, bây giờ chịu. Ừ. Biết đi đâu rồi. Không nhưng mà nếu mà tính thì phải mua gì qua. Em mua cái gì? Adiso rồi em về nhà bác nấu canh sườn. Sao nấu canh sườn? Người ta nấu canh em sợ vứt mẹ đi. Gì? Mua rau tây. Mua cọc với rác đâu bà? Không, cái đấy không phải rác đâu. Cái mình cầm cho tum ăn. Còn hết rồi. Không, cái đấy là trong cái đựng thìa với lại ấy của tum đấy. Lên trên cao này nhìn xuống mới thích chứ. Không, em đi em sát cảnh. Con gì? Con gì chị vứt đây ạ? À? Đấy là thùng rác. Mưa thôi, mưa rồi. Mưa chưa, đi vào trong nhà kính kia, đi vào trong nhà kính. Đấy, nhanh nhanh nhanh. Đấy, nhưng mà đi vào trong kia. Phòng phim rồi. Ông mùa này mưa to thôi, chứ nhà kính kia kẹo. Cái hoa tím cơ. Hoa tím kìa. Vừa mưa hạt mưa đấy gì? À kia đi dịch vào kia trong kia có đôi ô rồi. Con cá để vứt này. Đúng rồi, con cá để vứt thế con này. Nhi ơi, trong này có cái ghế ngồi trong cái vòm này đẹp quá này. Có cái ngồi ở trong đấy. Ừ. Đấy mưa rồi, nhanh nhanh lên nào. Bố mua nhà cái đẹp không này? Đấy. Đây đây, bố cho con vào đây. Thôi đứng đi thôi bạn, không ngồi bẩn lắm. Đây sắp đổ mưa. Mẹ ơi, trời này đẹp lắm. Mẹ. Mẹ ơi, trời này không có mưa. Có ngôi nhà. Có hoa tulip này kìa. Đâu? Chẳng thấy có liên quan nhà bác nhỉ. Đấy, vừa đi ăn quá trượt. Em chẳng có đồ gì ăn nhỉ. Mang vào đây ăn thích nhỉ. Đã mặn nhỉ. Có nhà xinh không? Đẹp nhỉ. Ông mà đấy. Ôi bồi, ê, kéo xe mua tuyên. Chết rồi, bồi đánh mua tất rồi.